Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn về cái con máy Boss Series 4, mã là SNS4ZC14E. Cái con này là hàng nhập Đức và phân phối chính hãng bởi Thế Giới Bếp nhé. Con này là hàng phân phối chính hãng nên là nó sẽ bảo hành 3 năm toàn quốc này. Đấy, cái con này về cấu tạo bên ngoài thì nó cũng có chiều cao là cả nắp là 84,5, rộng là 60 và sâu 60. Đấy là để lọt lòng nhé. Cái cấu tạo thì con này cũng là có 3 dàn rửa này, dàn trên này là để thìa dĩa này, dàn dưới thứ hai này là để bát đũa này, bát đĩa này, và dàn thứ ba này là để xoong nồi nhé. Cái dàn thứ hai này thì là các bạn cũng có thể có một cái thanh tùy chỉnh ở đây. Ở đây nha, là các bạn có thể điều chỉnh được cái vị trí này. Đấy, hạ lên, nâng lên và hạ xuống này, để các bạn để được cái số lượng bát nó nhiều hơn nhé. Đấy, bạn có thể điều chỉnh ở đây, các bạn chỉ cần nâng lên như này. Đấy. Và cái dàn thứ ba này là dàn chuyên để xoong nồi, thì cái này cũng điều chỉnh được nhé, điều chỉnh được vị trí này. Đấy, các bạn hạ xuống này, và các bạn đẩy phần chỗ này nhé, đẩy cái móc chỗ này để đẩy lên, đây cái móc chỗ này. Đấy, để đẩy lên này. Đối với cái con máy này thì cũng có 3 dàn rửa nhé. Đây cái ba cái tay phun này. 1 này, 2 này, và phía trên này là 3. Đấy, cái dàn trên này các bạn để thìa dĩa này. Đối với cái dàn thứ hai này thì các bạn có thể điều chỉnh cái độ cao nhé. Ví dụ như kia phần phía bên dưới này các bạn để cái nồi nó có kích thước là nó cao quá thì các bạn có thể điều chỉnh cái phần này. Đây này, để hạ xuống này. Và nâng lên thì các bạn chỉ cần nâng lên như này thôi. Để hạ xuống thì các bạn bấm vào hai bên này nhé, bấm vào hai cái bên này, đấy, đó, tự nó tụt xuống. Còn muốn nâng lên thì chỉ cần nhấc lên là được. Cái dàn cuối này thì các bạn có thể nhấc ra như này. Đây. Khi mới đầu bật máy này, thì các bạn sẽ đối với máy mới thì bạn sẽ thấy cái hiển thị hai cái biểu tượng này. Đây là biểu tượng về cảnh báo là chưa có muối này, và đây là chưa có nước làm bóng nhé. Thì sau này trong cái quá trình sử dụng thì các bạn sẽ để ý ở đây là nếu mà cái biểu tượng nào nó hiển thị thì mình sẽ cấp thêm vào. Nếu mà hết muối thì các bạn cấp thêm muối, và hết nước làm bóng thì các bạn cấp thêm nước làm bóng. Để đổ muối thì các bạn sẽ nhấc cái dàn này ra, và ở đây nó sẽ có một cái nắp này như cái nắp bình xăng nhé. Thì các bạn vặn này, vặn ngược chiều kim đồng hồ để mở ra nhé, và các bạn sẽ dùng cái phễu này để vào đây và tiến hành đổ muối. Thì đối với một cái hộp như này thì các bạn sẽ đổ khoảng tầm 1 cân muối này. Một túi này 1 cân muối các bạn đổ hết nhé. Các bạn giữ lại cái nắp này để đổ muối cho lần sau. Đối với cái lần đầu tiên ấy, thì các bạn cần phải đổ thêm một ít nước vào trong cái hộp đựng muối này để cho nó ngập cái cảm biến. Còn từ các lần sau trở đi thì các bạn không cần đổ, chỉ cần đổ muối thôi, bình thường thôi. Và bên cạnh đấy, ở cái phần bên đây này, nó sẽ có một cái lưới chặn rác nhé. Đây, bình thường là nó sẽ hai mũi tên này nó trùng nhau như này là đang khóa này. Các bạn sẽ xoay và nhấc nó ra. Thì cái này cứ sau một thời gian khoảng tầm từ 7 cho đến 10 ngày hoặc là 15 ngày, nếu mà nhờ các bạn dùng nhiều thì các bạn sẽ nhấc ra để tiến hành vệ sinh, dùng các cái bàn chải để chà bỏ những cái bẩn này đi. Và các bạn có thể nhấc ra như này nhé để vệ sinh. Sau khi nắp vào thì các bạn để lắp vào như này và xoay cái mũi tên này cho nó trùng nhau này là nó sẽ khóa lại nhé. Đó.
sau đó các bạn để lại cái chỗ này. Ở đây cũng có cái phần điều chỉnh để các bạn có thể gài thêm được một số cái vật dụng như kiểu ly tách chén các thứ. Và đây là cái phần đổ nước làm bóng này, các bạn sẽ tiến hành đổ nước làm bóng vào đây. Đây riêng muối, nước làm bóng và viên rửa thì hãng Boss khuyến cáo thì các bạn nên dùng cái hàng của Finis nhé. Nước làm bóng thì các bạn cứ đổ đầy, đổ lúc nào mà đầy thì thôi nhé. Đối với máy rửa bát ấy, thì cái muối và nước làm bóng cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Muối thì nó sẽ có tác dụng là làm mềm nước, tức là mềm cái cặn canxi ở trong nước ấy, thì nó sẽ tránh bị hiện tượng là tắc cái giàn phun. Còn nước làm bóng này nó sẽ có cái tác dụng là làm bóng cái bát đũa của mình trong cái lần rửa cuối cùng ấy, và nó sẽ làm tăng cái khả năng sấy khô hơn. Với muối và nước làm bóng thì tùy rửa ít hoặc rửa nhiều, nếu mà rửa nhiều thì các bạn có thể tầm 3-4 tháng thì các bạn sẽ hết cái nước làm bóng và muối này, các bạn cần đổ thêm. Còn cái viên rửa thì các bạn sẽ tiến hành cho vào đây nhé. Đây là bộ viên rửa 150 viên của Nhật này, thì cái viên nó sẽ nhỏ hơn cái viên rửa bình thường, thì nó sẽ phù hợp cho cái gia đình mình dùng ít, thì mỗi lần mình chỉ cần cho một viên rửa vào đây thôi nhé. Cái viên rửa này thì nó sẽ có một lớp bọc ngoài này, thì khi gặp nước nó sẽ tự nó tan ra, các bạn chỉ cần tiến hành cho vào đây và đóng nắp lại như này là được. Đấy, thì trong quá trình rửa nó sẽ tự nó rơi ra. Đây, sau khi các bạn đã đổ muối và nước làm bóng rồi thì máy nó sẽ không còn cảnh báo cái thiếu muối và nước làm bóng nữa nhé. Ở cái chương trình đầu tiên này, sau khi bật máy lên thì nó sẽ mặc định ở chương trình Eco, là chương trình tiết kiệm điện. Chương trình này thì nhiệt độ sẽ là 50 độ C và thời gian rửa nó sẽ là 4 tiếng 35 phút. Ở cái chương trình Eco này, chương trình rửa tiết kiệm, thì nước và điện nó sẽ tiết kiệm nhất. Và đối với cái chương trình Eco này thì nó sẽ mặc định là có cái chế độ tự động hé cửa nhé. Tiếp theo là ở cái chương trình Auto này, chương trình Auto này thì là nhiệt độ là 45 cho đến 65 độ C. Đấy, thời gian rửa là 2 tiếng 15 phút này. Tiếp theo là chương trình Intensive, thì chương trình này sẽ phù hợp cho những cái bát đĩa bị bám cáu bẩn nhiều hơn. Đấy, thì nhiệt độ nó sẽ rơi vào 70 độ C. Tiếp theo là chương trình rửa nhanh 1 tiếng ở nhiệt độ 65 độ C. Tiếp theo là chương trình rửa chế độ im lặng 50 độ C. Ở cái chương trình rửa im lặng này thì phù hợp rửa vào cái buổi tối, ban đêm, thì cái độ ồn của nó chỉ rơi vào tầm 40 decibel thôi. Tiếp theo là cái chương trình ưa thích, favorite. Chương trình này mặc định của nó là đang là 15 phút. Thì cái này nếu mà trong sau khi các bạn kết nối Home Connect thì các bạn có thể tùy biến cái chương trình yêu thích này của mình thành một cái chương trình bất kỳ. Nhưng mà thường ấy là mặc định của nó sẽ là chương trình rửa tráng 15 phút nhé. Thì cái này nó sẽ phù hợp với cái việc là nhà các bạn ăn bữa trưa nhưng mà cái số lượng bát đĩa nó quá ít, thì các bạn cho vào đây, các bạn sẽ bấm cái chương trình rửa tráng 15 phút này và để đến tối rửa một thể. Ở bên đây là cái chương trình phụ trợ này, đây là hẹn giờ này. Đây các bạn hẹn giờ thì sau khi hẹn giờ xong thì đồng hồ nó sẽ đếm ngược lại. Ví dụ đây là các bạn hẹn 7 tiếng này, 8 tiếng này, thì cứ sau 8 tiếng đấy thì máy sẽ bắt đầu hoạt động. Để bỏ đi các bạn ấn trở về không nhé. Tiếp theo là cái phím Home Connect, thì cái phím này thì sẽ cho các bạn cho phép các bạn kết nối với cái ứng dụng Home Connect ở trên điện thoại với cái Wi-Fi, thì sẽ cho phép là điều khiển cái máy này từ xa. Cái này phù hợp với những cái nhà bạn nào mà có người già hoặc trẻ nhỏ ở nhà thì chỉ úp bát đĩa vào thôi và các bạn sẽ điều khiển cái máy này từ xa nhé. Tiếp theo là cái chương trình tự động hé cửa này. Đối với chương trình tự động hé cửa này thì sau khi các bạn đối với chương trình Eco này thì nó sẽ tự động có cái
có cái kết hợp thêm cái tự động khép cửa. Còn đối với các cái chương trình như kiểu auto này, intensive này thì các bạn sẽ phải bấm thêm vào đấy để có thể tự động khép cửa. Tiếp theo là cái chương trình rửa nửa tải, tức là rửa 1/2 dàn. Thì khi chọn vào cái chương trình rửa nửa tải này nhé, thì nó sẽ chỉ rửa cái dàn bên dưới này thôi. Tiếp theo là cái chương trình Speed Perfect, tức là cái chương trình này nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ rửa của máy lên. Ví dụ như các bạn đang rửa cái chương trình Intensive này là 1 tiếng 50 phút thì các bạn nhấn vào Speed Perfect thì nó sẽ giảm xuống còn 1 tiếng 27 phút. Tương tự như thế, ví dụ như ở cái chương trình Eco này đang là 4 tiếng 35 phút thì các bạn nhấn vào Speed Perfect nó sẽ giảm còn 1 tiếng 05 phút. Đấy, là lúc này máy nó sẽ tăng tốc tối đa để rửa nhanh nhất và để cho các bạn có thể có bát đũa ăn thật nhanh. Tiếp theo là cái chương trình Merchant Care, thì cái này áp dụng trong cái trường hợp mà cái sau một thời gian sử dụng ấy, thì cái máy rửa bát của nhà các bạn nó bị bẩn quá, nó có mùi hôi và bám cặn, thì các bạn sẽ dùng một cái dung dịch chuyên dụng để vệ sinh máy và bấm vào cái chế độ là Merchant Care này để tiến hành vệ sinh cái khoang máy bên trong. Đấy. Như vậy là tôi đã vừa hướng thiệu với các bạn về con máy Serie 4 SMS 4ZC 14E và hướng dẫn cho các bạn những cách thức sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.